Worldwide Remix. For the love that seems so far.
anything at all. Lumbia, Cagayan de Oro City, DJ John Paul on the mix. I can't.
Pride of Lumbia, Cagayan, the Orange City. DJ John Paul on the mix. Hindi lang naririnig, hinalaing sa barong-barong. Dahil palasyo nila may matibay na bubong. Hindi nila naririnig, mga kumakalang na dyan. Itulad ng mesa nilang parang laging may handaan. Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? Gawin lang ang mundo makakaya na.
never look back. Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this.
Nhiều điều may mắn và đặc biệt là nhiều hơn nữa trong năm
năm mới. Thì con xin còn ý kiến tiếp theo là cảm ơn cảm ơn hội đồng phục vụ và kết quả đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua, và sau nữa thì xin hướng dẫn cho chúng con để giúp đỡ chúng con, thì chúng con làm tốt công việc. Thì chúng ta bây giờ thì chúng con chưa làm ra được, chúng chưa biết được là sẽ làm như thế nào, nhưng mà có thể những nhiều việc quả nhiên được phải làm. Thì con cũng giảm thời gian, con cũng hỏi ra con chỉ mong vậy thôi. Cảm ơn. Thưa quý vị, con thường nói về khóa trước thì con nói về anh Hoa với anh Bằng, anh Bằng chị Lương á, với anh có điều trái trước, và khóa này con cũng tâm sự với anh Hoa, khóa này với anh Viên, với anh Tuấn, với anh Lương trong ban lãnh đạo á. Thật là một giáo xứ mà không có trái lạc thì như một cái quốc gia không có quân đội, chúng tôi rất yên tâm với điều kiện á. Với tư cách hội đồng phục vụ, nếu mà không có trai lang thì các cái điểm khác đi bộ về an ninh trật tự tất cả vấn đề, cho nên vai trò nòng cốt của các anh ra rất quan trọng. Mà các anh cũng nên yên tâm là Chúa sẽ không để mình thiệt thòi kinh tế đâu. Thì tôi hỏi hỏi anh Sơn tham gia vào cái khóa này thiệt thòi kinh tế như trước, mặc dù là anh cộng nhìn với giáo sư rất nhiều, nhưng mà thấy anh cũng béo rát đẹp lắm, tất cả nó đều tốt cả, cho nên là anh em đừng mạnh dạn. Và để lặn Hòa rồi anh Sơn là những người đi trước, họ cũng bỏ ta đâu, họ sẽ là giúp đỡ mình bằng cái tên là cầu nguyện đấy, cháu có là đồng viên, cháu có một cuộc cách này cách khác, cho nên mạnh dạn và cảm ơn thầy Nghĩa, tức là những anh Nghĩa, anh Trai Lan đã đại diện cho anh em và nhận việc, một lần nữa xin cảm ơn. Và chúng ta sẽ hẹn một ngày khoảng ngày thứ ba thứ tư gì đó để học các cái đầu gái này của Văn Lan Trai Lan tu đại lần mới giao nhiệm vụ đúng không? Thì trong đêm hôm nay thì xin đại lan khóa hai tiếp tục trình cầu cho vài đêm nữa để chúng ta sẽ hoàn thành. Chắc có lẽ đại bỏ ra quá thời gian, nhưng mà một vài đêm cả sáng cả không đến đây chắc chắn là mất chỗ thì rất là nguy hiểm. Xin cảm ơn, lần nữa xin chúc mừng. Bắt tay vòng nữa. Bây giờ hội nghị có những kiến gì đúng không ạ? Có những kiến gì đi ạ?